Xin chào anh Minh Giang. Một buổi tối ở quận Cam. Mới đây, theo báo chí trong nước thì Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc đã có trả lời báo chí ở hành lang Quốc hội sáng 7 Tây tháng 6 năm 2018. Trong đó ông có nói rằng sau khi lắng nghe ý kiến của nhiều người, nhiều giới trong nước cũng như ngoài nước, ông đã có nói tới chuyện là điều chỉnh thời hạn cho thuê đất đặc khu. Trước đây đã nói là cho thuê 99 năm. Anh có thể cho biết ý kiến của anh liên quan tới cái phản hồi mới nhất từ chính Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thưa anh? Thì tôi thấy cái đó cũng là một cái sự lắng nghe của phía bên chính phủ. Người ta cảm thấy là trước những cái độ nóng của dư luận thì chính phủ nó có những cái bước điều chỉnh mà tôi cho rằng cũng đáng ghi nhận. Tuy nhiên cái việc mà hạ xuống 70 năm thì tôi thấy là riêng bản thân tôi thì tôi nhận thấy là 70 năm cũng chưa giải quyết được vấn đề. Bởi vì người ta chống không phải là chống những vấn đề thời hạn 70 năm hay không, mà vấn đề trong đó là vấn đề pháp luật. Trong cái bài trả lời của ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Xuân Phúc đưa ra cũng có nhiều vấn đề. Như ông nói là cái việc này không phải là giống như một đặc khu mà theo cái kiểu như là tu giới của Hồng Kông, hoặc là những có thể là cho một cái nước nào mướn hết, mà ông nói, ông Phúc ông cũng có trình bày là ông cho rất là nhiều nước mướn trong đó, chứ không phải là riêng cái Trung Quốc. Và cũng hứa hẹn là sẽ có những cái tỷ lệ phần trăm là giống như là một cái tỷ trọng nào đó phù hợp đối với các quốc gia, các quốc tịch, chứ không riêng gì Trung Quốc. Tuy nhiên cái điều ông Phúc nói là ông Phúc nói, nhưng mà trong dự luật tôi thấy không có ghi những cái điều đó. Cho nên riêng bản thân tôi thì tôi nghĩ là cái việc này ngày 15 Tây Quốc hội có thông qua theo cái hướng cũng xuống 70 năm cũng không nên thông qua, mà cái dự luật này phải nên dừng lại để bổ sung về những cái điều giống như ông Phúc nói là bây giờ tỷ trọng như thế nào thì anh phải ghi rõ trong luật luôn, chứ không phải mà nói là tới đây sẽ là chúng tôi sẽ làm vậy làm lại, nhưng mà làm theo cách nào, tức là mình không có một cái gì để mà ràng buộc. Với giả lại thì chúng ta thấy là trong cái dự luật hiện hữu đi nữa cũng chưa có chặt chẽ ở chỗ là người ta nói về vấn đề mà cơ quan hành chính thì cũng phải đặc thù xây mới để mà làm của nó khác hơn, nó làm cho nó khác những cái cơ quan kia. Thì trong cái hướng dẫn mà người ta ban đầu người ta cũng giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, thậm chí là Bộ Kế hoạch Đầu tư để mà xây dựng. Tuy nhiên cái bộ dự luật này tôi thấy phần lớn là mang tính chất của cái Bộ Kế hoạch Đầu tư nhiều hơn, chưa có thấy hình dáng của Bộ Công an hay là Bộ Quốc phòng hay là những cái gì. Thì cái cơ cấu trong đó anh làm cái gì, cái quản lý hành chính của anh như thế nào phải ghi thẳng trong luật luôn, để cho mà nó thể hiện một cái sự chặt chẽ, người ta mới thấy được cái bộ máy nhà nước nó như thế nào chứ. Không thể nào nói bây giờ là tới đây giao cái quyền đó cho người này quản lý, cho người khác quản lý, rồi giao cho cái bộ đó sẽ xây dựng cái hình thức hình thái cái bộ máy nhà nước ở trong cái địa phương, cái đặc khu này như thế nào. Mặc dù là ở trong cái dự luật 88 điều không có bất cứ một cái điều khoản nào đề cập tới việc là giao các cái dự án ở trong đặc khu cho riêng Trung Quốc, nhưng mà rõ ràng ai cũng có ghi nhận trong dư luận mấy ngày nay là cái nỗi sợ, nỗi lo đối với lại cái việc mà phía Trung Quốc, những doanh nhân Trung Quốc hay là kể cả nhà nước Trung Quốc đầu tư và chiếm lĩnh vào những cái đặc khu đó, đưa người vào làm việc trong đặc khu đó là rất là rõ ràng trong mấy ngày nay. Theo anh nghĩ tại sao có cái tâm lý như vậy thưa anh? Tại vì cái điều đó là một điều thực tế rồi. Chúng ta thấy không phải là cái đặc khu, ngay cả như những cái khu công nghiệp hiện nay rải trên khắp đất nước thì có những cái khu mà đầu tư từ bên Trung Quốc qua, thì mới đầu thì người ta cũng đầu tư bình thường, thì sau đó thì người ta lại đưa người với nhiều cái lý lẽ khác nhau, và với những cái chính quyền địa phương có những cái trường hợp là tiếp tay của chính quyền địa phương nữa. Rồi sau đó thì phát hiện ra hàng ngàn những cái lao động của Trung Quốc mà nó có hiện hữu trên cái đất nước Việt Nam, thì chính rồi sau đó người ta bị xử phạt những cái doanh nghiệp Trung Quốc thôi, thì cũng là phá quề không làm gì hết, nhưng mà người Trung Quốc ở đầy hết trơn. Cho nên là cái ghi giả lại những cái công ty Trung Quốc ở đó thì nó có cái tiền lệ rồi, người ta hối lộ hối lạo, người ta sẵn sàng lãi quả. Thực tế cũng có những cái trường hợp đó lãi quả 20-30%. Đó là những cái điều mà trong các cái buổi hội thảo gì đã công bố những cái tỷ lệ đó. Cho nên điều mà sợ Trung Quốc là điều đúng thôi. Ghi giả lại dân Việt Nam, người
người ta rất là ngại những yếu tố Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc là kẻ thù, hiện giờ nó đang giữ những cái biển đảo của Việt Nam. Và mà cái ý đồ mà thôn tính của Trung Quốc lúc nào cũng có hết trơn á. Và Trung Quốc là tất cả những cái gì mà đầu tư bên Việt Nam trước giờ nó nhiều cái hệ lụy lắm. Tôi nói thí dụ như đầu tư về những cái mà nhà thầu mình giao cho Trung Quốc thì Trung Quốc đều làm nó trễ nải, thậm chí là đủ thứ chuyện ở trên đời hết. Thì trở lại trong cái vụ lực này thì tôi thấy là cần phải đưa vô nữa những cái chặt chẽ hơn, chứ để giao quyền cho những cái bộ khác, ví dụ như sau này cứ để bộ này bộ kia bộ nọ quy định. Vậy thì theo anh thì làm như thế nào để có thể giải quyết được cái nỗi lo đó, để có thể không ảnh hưởng tới những cái dự án, cái dự luật về vấn đề đặc khu này, vốn là một cái luật mà có thể giúp cho Việt Nam phát triển được những cái khu đặc khu hiện đại trong tương lai. Tại vì hồi trước bây giờ mình thấy là nó đã trễ rồi, người ta đã làm 40 năm nay, mình thậm chí là có những nền đã làm nó 20 năm. Ý là làm sao để có thể gọi là giải quyết được cái vấn đề nỗi lo Trung Quốc ở đây? Thì tôi nói là bây giờ thà là chậm, đã chậm trễ rồi thì bây giờ chậm trễ thêm 1 năm, 2 năm nữa, và thậm chí là một chút đỉnh nữa cũng không sao hết. Cái dự luật không vội vàng gì phải thông qua ngay cái kỳ họp này, mà cần phải điều chỉnh lại tất cả những cái bổ sung gì, những cái điều lo ngại của người ta phải đưa trong một luật hết. Bây giờ không có ngại nó dài, thí dụ như bộ luật nó 30 trang, bây giờ có thể 50 trang, 100 trang, nguyên cái bắt kịch là anh phải có đầy đủ hết để mà người ta thấy được ở cái cơ cấu bộ máy tổ chức như thế nào, và vấn đề mà anh chọn đấu thầu, nhà thầu như thế nào, hoặc là anh chọn các cái doanh nghiệp như thế nào, và cái tiêu chuẩn tỷ lệ từng ngành nghề như thế nào phải có. Với người ta cũng phản ánh rất là nhiều về cái danh mục, cái phụ lục mà những cái hạng, cái ngành nghề mà được ưu tiên đó quá dài đi, nó tạo ra những cái ưu đãi nó quá rộng như vậy đi, nó cũng không có phải là một cái điều tốt gì hết. Và cái việc xét chọn cái gì thì tôi nói là cái vấn đề luật pháp mới là quan trọng, cái vấn đề mà chứ không phải là vấn đề 70 năm hay 50 năm, cho nên giờ 70 năm người ta vẫn chống. Mấy bữa nay thì ai cũng ghi nhận là không chỉ cái dư luận của người Việt ở trong nước mà dư luận của người Việt ở nước ngoài, từ Mỹ cho tới châu Âu cho tới tất cả những nước khác, nơi nào có người Việt Nam người ta nói tới cái vấn đề này và nói rất tiêu cực về vấn đề này. Theo anh ghi nhận thì ở quận Cam, ở nơi này anh có ghi nhận được cái phản hồi của mọi người như thế nào không? Ồ, phản hồi thì nhiều, và gọi như là bây giờ thì chúng ta thấy thời đại thông tin rồi, ai cũng có thể làm livestream được, ai cũng có thể có một cái tài khoản Facebook riêng, rồi người nào cũng có thể phản nói lên được cái ý kiến của mình. Và phải nói là lần này mình cảm thấy là cái sự tham gia rất là đông đảo, mà người người đều quan tâm đến cái chuyện mà đặc khu này, cái chuyện này rất là nóng. Phải nói là nó rất là, nhưng mà tôi thấy nó nổi lên một số vấn đề, ví dụ như có những người chống thì người ta nói là đây là những cái đặc khu này thẳng qua là bán đất, là nhượng tô, là một cái là bị mất cái chủ quyền đó. Còn những cái người mà ta đóng góp thì có nhiều hết hình thức khác nhau lắm, và đã đóng góp theo từng mức độ ở những cái khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên tôi thấy rằng trong ba cái đặc khu này có người thì cũng nói là nên hạn chế lại, không nên phải làm ba đặc khu, làm một đặc khu thôi, rồi thí điểm, rồi sau đó nếu được thì thôi không làm mấy cái đặc khu kia. Nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy là có những cái ý kiến người ta nói là có thể là một hoặc là hai cái thôi. Thậm chí như Phú Quốc có thể không làm cũng được, bởi vì người ta đặt ra ý kiến là Phú Quốc là hiện giờ đất rất là cao rồi, mà bây giờ không có mang đất đặc khu, không có ưu đãi, thì người ta vẫn đầu tư vô đó, người ta vẫn nhảy vô, người ta đã làm những cái resort rồi, những cái nhà đầu tư người ta đã làm rồi, thì bây giờ chỉ có cái anh cho phép người ta mở ra thêm ra và nâng cấp lên, hoặc là luật pháp quy định chặt chẽ hơn, thì những nhà đầu tư tự động người ta cũng phải làm thôi, bởi vì nó đã hấp dẫn sẵn rồi, mà mình thu thuế được 100%, nó không lý do gì phải miễn thuế và phải đủ thứ chuyện hết. Nếu cho rằng là dư luận, đặc biệt là dư luận của người Việt ở ngoài nước, vì thiếu thông tin mà dẫn tới những cái nhận xét rất tiêu cực, thì phải chăng cái vấn đề thiếu thông tin chính là cái nhiệm vụ hoặc là cái trách nhiệm của phía những cái cơ quan ngay tại Việt Nam để mà cung cấp thông tin cho người ta một cách đầy đủ và chính xác? Tôi nói thiếu thông tin thì không phải thiếu thông tin đâu, người nước ngoài người ta vẫn biết được, bởi vì bây giờ đã tranh luận nhau quá trời luôn.
thì mỗi thứ tranh luận nhiều quá nó càng làm cho cái vấn đề nó sáng tỏ hơn chứ không có việc gì. Mà tôi thấy rằng cái cách làm của giống như mình bên Mỹ này thì mình thấy một cái dự luật mà nó ra đó, người ta phải thường kèm theo những cái tiền rất là lớn, rồi người ta phải đi làm lobby hoặc là đi quảng cáo những cái dự luật đó như thế nào nào để cho quần chúng nó biết. Tuy nhiên những cái dự luật về vấn đề đặc khu này mình thấy là nghe nói thôi chứ người ta cũng không có biết mường tượng được nó như thế nào. Đến bây giờ mà khi mà quốc hội bung ra thì người ta mới biết được cái dự luật nó có những cái điều khoản như thế. Nhưng mà thật ra thì cái dự luật này không có chặt chẽ gì hết, nó rất là lỏng lẻo. Nếu mà thông qua như thế này á, là giao quyền cho những cái bộ, những cái cấp dưới rất là nhiều. Và lúc đó giống như bà Lan Chi á, Chi Lan bà nói là chúng ta không chết ở ngay cái bộ luật mà có thể chết ở những cái dưới luật, những cái quy định để mà giao quyền cho dụ như là trưởng đặc khu, chủ tịch ủy ban nhân đặc khu, hoặc là giao cho các cái bộ để mà ban hành điều này điều kia điều nọ. Cái đó mà là cái chết, bởi vì sẽ có những cái nhiều khi là những cái lợi ích nhóm hay cái gì nó len lỏi vô quá trình đó. Xin cảm ơn anh có thể có cái một cái kết luận nào đó cho buổi nói chuyện ngày hôm nay với những tin tức hết sức là nóng hổi về cái vụ việc này, qua cái phát biểu của ông Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi thưa anh. Thì tôi thấy là ông Phúc là cũng nói chung là rất có thiện chí, người ta muốn hoàn chỉnh và muốn quyết tâm để đưa ra cái dự luật để mà thực hiện cái đặc khu ở trên thực địa. Tuy nhiên là tôi thấy rằng cái việc này nó cũng không có nó chưa có hòa hợp lắm. Cái bộ luật này tôi cảm thấy nó có cái gì làm cho người dân vẫn chưa yên tâm, và theo quan điểm của tôi thấy là nên dừng lại, không nên thông qua cái lần này, mà nên để hoàn chỉnh lại hết rồi bắt đầu mới để trình cho các lần tới thôi, có thể là những lần họp lần tới thôi. Tôi nghĩ là cái dự luật này không nên thông qua. Xin cảm ơn anh và hẹn gặp lại trong những lần tới thưa anh. Ok, cảm ơn anh.